là chị mình này các bạn. Chị mình và mình đang đào nghệ giúp ông bà này các bạn. Mình đang đào một chùm nghệ rất to luôn các bạn. Thành quả của mình nè. Mình đang chuẩn bị đi trèo cây này các bạn. Các bạn có thấy mình trèo cây giỏi không? Ông bà mình đang cột nghệ này các bạn. Bây giờ mình sẽ đi về nhé.